Vâng, như chào mừng tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất gửi tất cả quý anh chị cô chú. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. 35 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ sổ ngay một chiếc xe tập chạy tập lái che nắng che mưa, một người đi bốn người đẩy. Tên em nói là Daewoo Slanos, sản xuất đời 2003, đăng ký là 5 triệu ngồi, phiên bản số sàn và không hết niên hạn. Chiếc xe màn hình của mình thì quý anh chị thấy em nó mang một lớp sơn màu trắng à. Nói chung là xe thì sạch sẽ thôi, còn không lộng lẫy, không đen ken, không đen xe ben, bởi vì có 35 triệu đồng thôi. Nếu mà nói về số tiền 35 triệu đồng thì đây là một phân khúc sự lựa chọn cho quý anh chị quá cực kỳ hợp lý luôn. Đây, nước sơn màu trắng. Được cái bốn cái vỏ của em nó vẫn còn được coi như 80-90% nha quý anh chị. Gai còn khá là dày, ga lăng đúc nè. Nói chung em nó sở hữu một dàn nội thất rất chi là ok luôn, sạch sẽ. Nó xe cỏ mà như vậy là quá ok rồi nha quý anh chị nha. Đó, xe này không mua mua xe gì quý anh chị ơi. 35 triệu thôi là anh chị sẽ có ngay một chiếc xe Vivu. Đó, chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng. Đây, tắp đi tắp luôn vậy không? Đây. Nội thất nè. Ghế bọng nè. Lót hai cái hạt gỗ ha. Đây, không có đất rứa nha quý anh chị nha. Trần bọng trần da nha. Ok chưa? Rồi, bước vào bên trong thì anh chị quan sát thấy xe có hỗ trợ một cái màn hình. Phiên bản là số sàn ha. Đó, côn số nhẹ nhàng, tắp bi nè. Mặt bằng hờ rất là sáng anh chị ha. Ok chú quý anh chị. Ngon lành cành đào nha quý anh chị nha. Đó. Máy móc nè, nổ nè, rất là ok. Tay lái thì tay lái trợ lực anh chị thấy không? Đó. Đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu cân đầy điệu. Đó. Với động cơ dung tích xi lanh là 1.6 thì con xe này nó rơi sang là 6 lít 7 lít trên 100 cây số nha quý anh chị nha. Đây, máy móc rất là khô ráo. Đây, ngon lành cành đào anh chị. Nó khô ráo sạch sẽ nha. Cái này em mới vừa rửa nước nó xuống thôi nha quý anh chị nha. Đó, gầm bề chắc chắn, máy nổ thì thầm nha anh chị nha. Đó, quý anh chị của chủ nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nghiệp muốn sở hữu chiếc xe này với số tiền là 35 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em. Và số điện thoại đó là 0798222220 hoặc là 0798022220 nha. Đây, gầm bề thì anh chị khỏi phải suy nghĩ luôn. Đây, ngon lành cành đào luôn nha quý anh chị nha. Đó, gầm bề tao nói nó vàng ươm. Đó, xe này không mua mua gì quý anh chị. Đó, thấy anh chị lấy về thay thế một chiếc xe Honda tập chạy tập lái, che nắng, che mưa, chạy vòng vòng. Đó, kiểm định thì em nó còn tới ngày 4 tháng 5. À, tháng 4 năm 2025 chúng mình mới gặp lại nhau. Rồi anh chị nào yêu quý chứ xe này thì alo cho em nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị một video sau.